đi. Thế cho công ty cũ của mày bị làm sao mà phải nghỉ đi xin việc? Tao có muốn nghỉ đâu. Công ty cắt giảm nhân sự nên mới nghỉ đấy chứ. Đen thật. Năng lực của mày không tồi. Tao học với mày bao nhiêu năm nên tao biết. Mày chỉ có một cái khuyết điểm, đó là giao tiếp kém. Chính vì thế nên bị thiệt thòi rất nhiều. Mày nói y như cái Nhiên nhà tao ấy. Chỉ có mày không nhận ra thôi. Còn ai chơi với mày á, chẳng nhận ra điều đấy. Tính tao nó như vậy rồi, có thay đổi lắm. Nếu như mày không thay đổi á, thì vĩnh viễn không thể thăng tiến trong sự nghiệp được đâu. Đã đành là thẳng thắn, chân thành, thật thà là cái tốt. Thế nhưng mà trong cuộc đời này có rất nhiều người, nhất là những người có địa vị cao, người ta chỉ thích nghe những cái gì nó lọt lỗ tai mà thôi. Mày hiểu không? Mày cứ bôn ba hết công ty này đến công ty khác, như vậy không phải là cách hay đâu. Vậy giờ mày bảo tao phải làm gì hả? Chả lẽ ở nhà để vợ nó nuôi à? Cũng không hẳn. Thế này đi, nhà vợ tao thì lại nhiều tiền quá, tao sống thì lại chả thiếu thứ gì cả, thiếu mỗi địa vị thôi. Thế nên là tao sẽ bàn với Ngọc để mở công ty, tao sẽ tài trợ toàn bộ vốn, mày về làm phó cho tao, thế nào? Thế thì lại hay quá. Thế mày định bao giờ làm? Yên tâm, chỉ nay mai thôi. Mày cảm thấy góp được bao nhiêu vốn thì góp, còn không thì thôi, lợi nhuận á vẫn cứ thế là chia đôi. Mày thấy thế nào? Được. Về vấn đề vốn thì để tao bảo Nhiên xong báo lại mày. Còn về lợi nhuận thì tao không dám nhận đâu. Cái thằng này, cái tao thiếu á không phải là tiền, cái tao thiếu là địa vị, mày hiểu không? Cái chuyện tiền nong đối với tao á không quan trọng. Với lại mày biết đấy, tao thì chả có tí chuyên môn nào cả. Công ty mình có phát triển được hay không hoàn toàn là nhờ vào mày. Cho nên á, đừng có từ chối. Vậy thì cứ quyết định đi, sau này có gì rồi thì sẽ tính tiếp. Được, mai tao sẽ đi lo làm thủ tục. Ê, thế nhưng mà biết kinh doanh cái gì nhỉ? Nhà hàng, mày thấy thế nào? Ăn uống chưa bao giờ là lỗi. Thế nhưng mà bây giờ nhiều nhà hàng quá, liệu có cạnh tranh nổi không? Mày cứ để tao lo, không lợi nhuận á, chặn đầu tao đi. Mày đừng tự tin thế. Đầu ấy, có một cái rồi đấy. Mày thì hiểu cái gì? Nhà hàng thì nhiều, nhưng quan trọng có khách hay không ấy thì nó sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố. Chất lượng thì nó sàng sàng như nhau, nhưng cái quan trọng nhất ấy là cái cách mình tạo ra không gian đặc biệt, độc quá là, để khách hàng là họ đến ăn, họ được thoải mái. Nói chung là mày không hiểu gì về kinh doanh, từ từ tao sẽ nói cho mày hiểu, ok? Được. Vậy thì về điểm này mày toàn quyền quyết định. Vốn để tao lo. Vậy thì hay quá. Vui đi. Cứ tin tưởng vào tao. Rồi, yên tâm. Có chuyện gì mà nhìn căng thẳng thế? À, có gì đâu ạ. Dạo này công ty làm ăn hơi kém, cứ bắt nhân viên phải tăng ca nhiều, nên là em muốn nghỉ để đi tìm việc khác anh ạ. Khó khăn chung mà em. Mà anh đang có chuyện muốn nói với em đây. Việc gì mà sao trông anh nghiêm trọng vậy? Phi Long đang định mở công ty, anh là điều hành chính, mình góp bao nhiêu vốn cũng được, lợi nhuận thì chia đôi. Thế anh định góp bao nhiêu vốn ạ? Thì em xem thu xếp được bao nhiêu thì được, không thì thôi. Nó cũng nói với anh rồi, nó cũng chả đòi hỏi gì đâu. Đã đành là vậy, nhưng mà mang tiếng là làm ăn chung với nhau, chẳng nhẽ anh để anh ấy bỏ hết vốn rồi à? Em nghĩ thế này, hay là anh cứ làm thuê cho anh ấy đi, đỡ phải đau đầu. Anh nói thì chắc thằng Phi Long cũng nghe thôi, nhưng mà nó rủ làm ăn chung, giờ mình nói vậy anh cũng thấy không ổn, sợ người ta lại bảo là chưa làm đã sợ này sợ nọ. Cuối cùng là anh vẫn muốn làm ăn chung với anh Phi Long chứ gì. Nhà mình không còn nhiều tiền đâu. Nếu anh muốn làm như vậy thì cắm sổ đỏ đi mà lấy tiền. Đây là nhà của bố mẹ để lại đấy, em định cắm thật à? Anh đã quyết tâm như vậy thì em biết làm thế nào bây giờ? Cảm ơn em, nhất định anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Phó giám đốc, này thì tao thể hiện thế nào? Mày làm hơi lố rồi đấy. Buổi tiệc quan trọng, toàn đối tác lớn, lần sau làm gì phải kiềm chế lại một chút. Lâu lâu mày cũng phải để cho tao thể hiện một tí, để người ta còn nhớ đến sự tồn tại của tao chứ. Cứ mãi như vậy á, sợ rằng cả cái công ty này
không ai còn nhớ tao làm giám đốc nữa. Làm gì đến mức nghiêm trọng như thế? Thật đấy, nay tao đi vào, mấy đứa nhân viên mới không biết tao là ai cả. Thế thấy tao bảo tao là giám đốc thì chúng nó không tin, chúng nó định gọi bảo vệ đuổi tao ra ngoài đấy, cay không? Đấy là tại mày lười, toàn ăn chơi rồi đi lượn, có mấy khi tham gia họp hành cùng công ty đâu mà họ biết. Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ mỏi lắm, tao không chịu được. Với lại việc ở công ty toàn mày quyết định, tao biết gì đâu mà ý kiến. Như vậy cũng không phải là cách hay đâu. Chuỗi nhà hàng cá hồi đang phát triển rất tốt, công ty mình cứ đà này nhá sẽ trở thành tập đoàn ẩm thực. Mày chịu có đi tìm hiểu đi, đường đường là một giám đốc không thể không có tí chuyên môn nào như thế được. Thì nghe mày nói thì cũng có lý đấy, nhưng mà tao vẫn cứ không muốn tìm hiểu đấy. Mọi chuyện có mày rồi, tao thích thành thơi hơn. Tao đến bó tay ấy mày. Thôi được rồi, mọi chuyện tùy mày. Từ từ đã, sắp tới ấy tao định mở rộng thêm mấy nhà hàng ở ngoại ô, bài trí theo phong cách cổ trang với không gian rộng lớn, có chỗ câu cá này, chụp ảnh này, vui chơi cho trẻ em, nói chung là cũng khá tốn kém đấy. Mày ngồi lại đi, tao mày bàn. Thôi được rồi, nghe mày nói thôi tao đã thấy rối não quá rồi. Bây giờ như này nhá, mọi việc mày quyết định hết đi, cần vốn cứ bảo tao nhá. Bye bye. Cái thằng này. Vợ anh có chuyện gì mà nhìn căng ấy? Anh ngây ngang như vậy cho ai nhìn đấy? Anh quên, anh lại cứ tưởng đang ở công ty. Anh cứ liệu hồn với em nhé, đừng có tưởng là làm ăn được một tí mà giao ai với em. Sao em nói vậy? Anh nào dám chứ. Được rồi, nghe em nói đây. Con gái chú Tư mới tốt nghiệp đại học xong, anh thu xếp cho nó trước trưởng phòng của công ty để cho nó về làm nhé. Chuyện này không được, phải để anh hỏi thằng Dương nữa. Trước giờ nhân sự ở công ty toàn do nó quyết định mà. Anh làm giám đốc có kiểu gì đấy, nhờ có chuyện nhỏ như vậy mà không làm được. Em thừa hiểu con gì, anh làm gì có chuyên môn. Công ty được như ngày hôm nay một tay là do thằng Dương gây dựng đấy. Với lại chức trưởng phòng quan trọng lắm, sao lại nó đang nhỏ được. Vốn của công ty toàn là tiền của tôi đấy, chức vụ gì đi nữa cũng không quan trọng bằng anh em trong nhà. Anh muốn làm sao thì làm. Được rồi, vậy thì mai đến công ty xem thế nào. Sao anh dốt thế nhở? Anh đường đường là giám đốc, cần gì phải sợ ai. Em không biết đâu, em hứa với chú Tư rồi đấy, anh mà không lo liệu được thì chết với em. Được rồi, để anh lo. Chồng với cha con suốt ngày cứ phải lỗi cáu. Cứ tiến hành thôi nhá. Ok. Lại có chuyện gì? Có nhân viên nào không nhận ra mày à? Này, mày xem ở công ty mình có cái chức trưởng phòng nào để trống thì cho con em vợ tao nó làm. Nó nói tao điếc tai quá. Mày điên à? Trưởng phòng ai lại để trống bao giờ? Với lại biết cái con bé đấy năng lực có như thế nào đâu. Tao cũng nói rồi, nhưng con vợ tao nó không nghe, lại còn làm ầm lên một trận. Ui giời, tao đau đầu quá. Tao thấy vẫn là không được đâu, bảo nó lên đây chịu khó làm nhân viên đi, sau đấy thì cất nhắc lên dần dần. Này, mày xem phá cách một lần đi, không thì tao về nhà không yên với con vợ tao đâu. Mày quên lúc tao với mày thành lập công ty, tao mày đã nói thế nào rồi à? Đã đành, nhưng mà... Tao biết mày sống nhờ nhà vợ cũng không mấy thoải mái, thế nhưng mà vấn đề ở đây ấy, là chuyện này không hề nhỏ đâu, phải biết cân nhắc. Được rồi, thế để tao thử về nói chuyện với cô ấy xem thế nào. Còn nữa, vốn của cô ấy rót vào cho mày tuy nhiều thật, nhưng công ty không phải chỉ có vốn là phát triển được đâu. Vì vậy, sống cứng rắn lên. Sao rồi? Em à, Dương nó không đồng ý. Em bảo con bé qua công ty khác làm đi. Anh bị điên à? Em đã hứa với người ta rồi đấy. Nhưng chức trưởng phòng đâu phải là nhỏ, nếu mà sơ sẩy thì không tránh khỏi liên lụy đâu, đâu dễ làm. Không nhỏ thì chú ấy mới phải nhờ đến mình,
chứ nhỏ cần quái nhà ai. Vợ chồng mình đường đường là chủ của một công ty lớn, có cái việc còn con ấy không làm được thì còn mặt mũi đâu nhìn bà con hàng xóm. Biết thế, nhưng xưa nay chuyện anh mới là giám đốc của công ty, còn anh Dương dù sao cũng chỉ là phó. Đã vậy, vốn góp còn ít, quyền hành gì mà đòi quyết định, em không biết đâu. Mà em bảo này, anh không thể chịu lép vế mãi như vậy được. Anh phải cho cả công ty biết anh mới là giám đốc thực thụ của công ty. Bắt đầu luôn từ cái việc em bảo đi, như thế thiên hạ mới không chê cười vợ chồng mình được. Anh chỉ sợ thằng Dương nó tự ái, nó bỏ dở thì chết. Trời ạ, anh điên nó vừa thôi. Có tiền làm gì chẳng được, không có người này thì có người khác làm. Ăn đi. Nay có chuyện gì mà nhìn ăn mặc lịch sự thế? Mày ngồi đi, tao có chuyện muốn nói đây. Được rồi, có gì nói đi, nhanh tao còn về nhiều việc lắm. Chuyện trước trưởng phòng mà tao bảo ấy, mày thu xếp đi. Chẳng phải chuyện này đã quyết định rồi sao? Không cần nói nhiều, tao là giám đốc, tao quyết định như vậy, mày thu xếp đi. Còn nữa, từ bây giờ tao sẽ chăm chỉ đến công ty, có việc gì quan trọng tao sẽ trực tiếp quản lý. Hôm nay mày sao đấy? Tao chẳng sao cả. Chẳng phải mày bảo từ trước đến nay tao chẳng có trách nhiệm còn gì? Bây giờ tao sẽ tập dần. Mày tập thì cũng đâu cần phải dữ dội như thế. Đùng một cái quyết định chuyện nhân sự là sao? Được rồi, tao là giám đốc, tao sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Được rồi, tùy mày vậy. Anh sao thế? Sao mà cứ ngồi thở dài mãi thế? Mấy chuyện nhỏ nhặt thôi mà, em không cần bận tâm đâu. Mấy việc nhỏ nhặt mà lại khiến anh như thế này á? Anh nói đi, có chuyện gì? Cái thằng Phi Long ấy, không hiểu giờ này nó bị làm sao mà hăm hở đến công ty làm việc. Anh thấy mệt mỏi. Ơ, như thế thì tốt rồi chứ sao? Anh đỡ vất vả hơn mà. Em hiểu sao được, nó không có chuyên môn, mọi chuyện làm loạn hết lên. Nguyên cái việc anh chạy theo nó để giải quyết không đã thấy mệt rồi ấy. Ngẫm ra thì em cũng thấy lạ thật. Từ trước đến giờ anh Phi Long là người thích tự do, thoải mái. Sao tự nhiên bây giờ anh lại thay đổi như vậy nhở? Anh làm sao mà biết được. Thôi, cố gắng anh ạ. Dù sao công ty cũng chủ yếu là của anh ấy, mình góp được bao nhiêu đâu. Tao thấy dự án này được đấy, triển khai đi. Dự án này hôm trước tao xem tao loại rồi mà, tại sao đến tay mày? Chắc là mày bị nhầm lẫn gì đấy rồi. Dự án này tao thấy được đấy, mày triển khai đi. Làm ở trong khu phố cổ tốt quá rồi còn gì. Tao đã xem kỹ lắm rồi, ở đó đắt đỏ, tấc đất tấc vàng, tìm mặt bằng vô cùng khó khăn. Dồn hết vốn vào thì không đáng, đấy là chưa kể sau này có làm ăn được hay không nữa ấy. Mày nên suy nghĩ thật kỹ đi. Tao là giám đốc, tao quyết định rồi, tiền tao có thiếu đâu. Dạo này mày bị làm sao đấy? Có ai nói mày không phải giám đốc đâu. Làm sao là làm sao? Tao vốn là giám đốc, ba cái chuyện này tao không quyết định được à? Tao hiểu rồi, vậy là mày muốn thể hiện quyền hành. Được, tất cả mọi chuyện mày quyết định hết đi, tao không quan tâm nữa, tao kệ mày. Nếu mày nghỉ thì mày nghỉ luôn đi, tao sẽ đền bù thỏa đáng cho mày. Được, tao nghỉ cho mày vừa lòng. Anh về rồi à? Thế nào rồi? Kết quả có tốt không ạ? Rất tốt. Chiều nay được nghỉ, anh sẽ đưa em đi mua sắm, coi như là để cảm ơn em. Anh nói gì lạ vậy? Em có làm gì đâu mà cảm ơn. Hai lần anh khởi nghiệp, hai lần em cũng đều dốc hết vốn. Không cảm ơn em thì cảm ơn ai?
đấy là nhờ anh tài giỏi thôi. Chứ nếu không có em thì cũng có người khác giúp đỡ anh mà. Anh lại nghĩ đến anh Phi Long à? Tiền bạc, địa vị, nhiều khi phải đánh đổi nhiều thứ của em ạ. Nhưng nó cũng là thứ tốt nhất để đánh giá một con người đấy. Anh bị làm sao vậy Phi Long? Dự án cả chục tỷ mà đến cho mãi tận bây giờ vẫn chưa kiếm được ra xu nào là sao? Em bị làm sao đấy? Đây là công ty mà. Công ty thì làm sao? Tôi không hiểu sao đầu óc của anh có thể ngu đến như vậy nữa. Em nói thế mà nghe được à? Tất cả chỗ này là theo ý em còn gì? Nhưng tôi thật không ngờ là anh lại ngu đến như vậy. Anh đi tìm ngay anh Dương về đây cho tôi. Nếu không thì giải tán công ty đi. Tôi không có nhiều tiền để bù lỗ như vậy đâu. Dương! Dương! Sao lại đứng đây? Long! Tao đưa Nhiên đi mua đồ, đang chờ cô ấy ra. Lâu nay vẫn ổn chứ? Rất ổn. Còn mày thế nào? Không ổn lắm. Đang trên bờ vực phá sản. Sao thế? Thì do tao bất tài thôi. Cố gắng lên, tìm phương án mà giải quyết. Năm đó, nếu tao không nhu nhược, nếu tao không nghe lời vợ thì... Thôi, mọi chuyện qua rồi mà, nhắc lại làm gì? Ngọc bảo tìm mày về làm giám đốc. Mọi quyền hành sẽ trao hết cho mày. Mày xem thế nào... Tao có công ty riêng rồi. Công việc cũng tương đối thuận lợi. Tao hiểu rồi. Vậy chúng ta có thể thân thiết như ngày xưa được không? Tình cảm và niềm tin nó như một tờ giấy vậy. Khi vò nhau rồi thì rất khó để phẳng lại. Dù sao thì tao cũng chúc mày vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tao đi đây, Nhiên đang đợi rồi.